Xin chào mừng các bạn đến với chương cuối cùng của khóa học hài hước nơi công sở, có tên là hài hước như thế nào. Trong chương này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số kỹ thuật để nói chuyện hài hước, bao gồm như là nghệ thuật tự chào hay còn gọi là tự dìm hàng bản thân mình. Cái này là nó khác tự sướng lắm nha, tôi tự dìm hàng. Thứ hai đó là nghệ thuật chơi chữ, có nghĩa rằng là sử dụng ngôn từ một cách thông minh sáng tạo để đem lại tiếng cười cho người khác. Thứ ba đó là nghệ thuật cường điệu hóa, tức là thổi phồng sự việc lên so với bản chất thật của nó. Thứ tư đó là kỹ thuật đặt bẫy, nghĩa là dẫn dụ người nghe để tạo ra một cái kết bất ngờ. Và thứ năm đó là nghệ thuật hài hước bằng ngôn ngữ cơ thể, có nghĩa rằng là sử dụng ánh mắt, nét mặt, tư thế, cử chỉ, điệu bộ của bạn để tạo ra sự hài hước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nội dung đầu tiên của chương này, đó là nghệ thuật tự chào. Chào trong từ chào phúng, tự trong từ tự mình. Nghệ thuật tự chào nói thật ra là cách dễ hiểu nhất, đó là thay vì kể những câu chuyện cười về người khác, những sự vật, sự việc xung quanh chúng ta thì chúng ta sẽ hướng chủ đề và câu chuyện cười vào chính bản thân chúng ta. Nói như ngôn ngữ của các bạn trẻ ngày nay còn gọi là tự dìm hàng chính mình. Để giúp bạn hiểu rõ hơn thì tôi sẽ có thể lấy một ví dụ như sau. Chắc là bạn cũng đã từng nghe đến tên của tỷ phú Warren Buffett rồi đúng không ạ? Ông được xem như là một nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới và luôn ở trong top những người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên, ông lại cũng được biết đến là một người có lối sống giản dị và đôi khi không để ý đến hình thức bên ngoài của mình. Trong một cuộc họp thì khi bị mọi người quở trách vì dáng vẻ lôi thôi và lếch thếch của mình, thì Warren Buffett đã chữa ngượng bằng cách nói đùa một câu rằng: "Tôi có mua những bộ com lê đắt tiền đấy chứ, nhưng không hiểu sao trông chúng vẫn cứ giống như đồ rẻ tiền khi khoác lên người tôi." Bạn có thể thấy rằng là nhà tỷ phú này thì không ngại tự cười mình khi mà thừa nhận rằng là ông ấy không phù hợp với những bộ cánh hàng hiệu và còn biến chúng trở thành đồ rẻ tiền khi mà khoác lên người mình. Bằng cách lý giải hài hước thì ông khiến cho mọi người trong cuộc họp cười phá lên và họ đã bỏ qua cái dáng vẻ có vẻ là gì ạ? Lôi thôi và lếch thếch của ông ấy. Như vậy là bây giờ thì các bạn chúng ta cũng đã hiểu thế nào là nghệ thuật tự chào rồi đúng không ạ? Ưu điểm của việc tự chào đó là chúng ta sẽ đem lại tiếng cười mà không làm tổn thương đến ai đó, bởi vì đối tượng được đem ra làm trò cười chính là bản thân chúng ta. Chúng ta không cười người khác mà chỉ tự cười mình mà thôi. Thật sự mà nói thì việc tự chào rất khó và không phải ai cũng đủ can đảm để áp dụng nó. Bởi lẽ hầu như ai cũng muốn hình ảnh của mình trong mắt người khác là đẹp đẽ, là tuyệt vời, là hoàn hảo. Chứ có mấy ai lại muốn tự dìm hàng bản thân để mà người khác thấy được những khiếm khuyết của mình đâu. Tuy nhiên, nếu như mà bạn biết rằng là tự chào một cách duyên dáng và vừa phải, sự tự chào sẽ không hề làm giảm đi giá trị của bạn mà ngược lại khiến cho mọi người còn muốn gần gũi bạn hơn. Đến Warren Buffett còn dám dìm hàng bản thân thì huống gì là chúng ta, phải không ạ? Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một số cách mà chúng ta có thể tự chào khá là đơn giản và dễ áp dụng. À mà khoan đã, có lẽ là trước tiên thì tôi sẽ nói với bạn một số chủ đề mà bạn nên tránh khi mà áp dụng nghệ thuật tự chào trước đã. Như tôi đã nói từ ban đầu ấy, thì không ai muốn được là mình trở nên quá là kém cỏi và nhiều khiếm khuyết trong mắt người khác. Bạn hãy nhìn lên màn hình và quan sát các cái chủ đề sau đây và hãy đoán xem cho là chủ đề nào mà chúng ta có thể là tự chào và không nên tự chào. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem phán đoán của mình có đúng không nhá, bằng cách chúng ta theo dõi một hoàn cảnh sau đây. Thật sự mà nói á, khi mà sếp giao cho tao cái bản kế hoạch này á, tao lo lắm. Tao có biết làm gì đâu, tao là dân tay ngang nhảy vô mà. Hỏi bên công ty cũ á, tao toàn là bị la không mà. Ê, tao ghét mấy đứa con nhà nghèo ghê mày. Nhìn nó dơ dơ bẩn bẩn sao á. Ê tụi mày, tao có cái tật xấu á, là mỗi lần tao nóng giận tao không kiềm chế được bản thân. Hôm bữa nói chuyện với thằng kia, nó láo quá, tao nóng quá, tao đấm nó bục phát chị nó mũi. Như vậy là tôi chốt lại những cái chủ đề mà bạn không nên tự chào gồm có: thứ nhất đó là trình độ học vấn hay là năng lực chuyên môn của chính mình. Bạn không nên tự chào về chủ đề này trong môi trường công sở vì nó sẽ có thể khiến cho mọi người khác nghĩ rằng là bạn là một người kém cỏi, đúng không ạ? Bằng cấp của bạn được rất có vấn đề, cho nên là không nên tự chào vấn đề này. Thứ hai là không nên tự chào về thái độ sống tiêu cực của mình vì nó có thể đem lại những cảm nhận không tốt về bạn. Thứ ba là không nên tự chào về những hành vi xấu mà bạn đã từng làm, nó sẽ khiến bạn trở nên lố bịch trong mắt người khác. Tiếp theo là những gợi ý của tôi về một số chủ đề mà bạn có thể dùng để tự chào.
Thứ nhất, đó là về ngoại hình của bạn. Giống như cách mà tỷ phú Warren Buffett đã làm tự chào về ngoại hình thì không làm giảm đi giá trị của bạn mà sẽ khiến cho mọi người có cảm giác bạn hoàn toàn thoải mái và tự tin với những gì mình có. Nó sẽ khiến cho mọi người tôn trọng và gần gũi với bạn hơn. Nếu như mà chúng ta còn nhớ một cái nhân vật rất là nổi tiếng, một cái bộ phim gắn liền với một bộ phim rất là nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Tể tướng Liu Gu, thì nhân vật này là có một cái phần gù ở lưng, có thể nói rằng là trông ngoại hình rất xấu xí và rất là nhiều khi hòa thân, nhân vật hòa thân, nhân vật đối trọng với lại Tể tướng Liu Gu ở trong trong phim của chúng ta, thì hòa thân là còn đem hình dáng của Liu Dung ra để làm trò cười. Nhưng tất cả những cái lần đó thì Liu Dung hoàn toàn rất thoải mái và thậm chí rằng là còn coi cái lưng gù của mình đó là một cái phần quà của ông trời ban cho cái sự hiền lành và chân thật của mình. Sau đó thì là hòa thân thì đã rất là nhiều lần, đúng không ạ, đã nhận lại những cái sự phản kích, đúng không ạ, và những cái chàng cười đó thì bật ngược lại hòa thân chứ không phải là tập trung vào chỉ là Liu Dung nữa. Hoặc là chúng ta có thể thấy rằng là như là một nhân viên mới, là một anh chàng, ví dụ là có dáng vẻ thì có vẻ là thấp bé. Ngày đầu tiên khi mà anh ta vào làm thì anh ta nói với mọi người xung quanh rằng là tôi có cảm giác là mình là một cậu bé tí hon lạc vào vương quốc của những người khổng lồ. Các đồng nghiệp của anh ta thì bắt đầu là gì ạ? Là cười phá lên và họ bắt đầu đến trò chuyện và làm quen anh ta. Và họ cũng không để ý luôn cái cảm giác là anh ta là một cái người có thể nói rằng là nhỏ bé và cái ngoại hình trông thấp nhỏ hơn so với các đồng nghiệp. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là tự chào về ngoại hình thì là vô hại và đó cũng là một cái cách hay để mà bạn hòa nhập với lại mọi người xung quanh. Hoặc bạn có thể tự chào về một cái thói quen xấu của mình, chẳng hạn như là bạn có thói quen shopping vô độ chẳng hạn, hay là thường xuyên ở trong tình trạng cháy túi, thì bạn có thể nói rằng là ước gì giày của mình có thể biến thành thức ăn nhỉ, mình có 200 đôi giày ở nhà và bây giờ thì mình đang rất là đói. Hoặc là gì ạ, bạn có thể tự chào về một cái gì đó khiến cho mình sợ, chẳng hạn như là trên đời này tôi sợ nhất là con ốc sên, và bắt đầu là gì ạ, mọi người có thể lần sau sẽ tặng cho bạn một con thú nhồi bông hình con ốc sên. Bạn có thể tự chào về những khó khăn, thử thách, những vất vả, những thất bại mà mình đã từng trải qua. Chẳng hạn như là hồi trước khi mà thất nghiệp mà suốt nửa năm thì hầu như là ngày nào cũng ăn mì gói, thế mà vẫn thấy ngon. Bạn thấy đấy, như vậy là có rất là nhiều cách để chúng ta tự chào. Và tôi hy vọng rằng là những cái kiến thức mà tôi chia sẻ trong bài học này thì sẽ cung cấp cho bạn thêm một phương pháp mới để thể hiện sự hài hước của mình. Ngay lúc này thì chúng ta hãy thử nghĩ ra một cái gì đó để có thể là tự chào bản thân mình và xem. Và hãy dùng nó trong những cái cuộc trò chuyện sắp tới để xem là kết quả các bạn sẽ thu được điều gì các bạn nhé.